Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi bị bọn tặc nhân lăng nhục, lệnh Hồ Xuân phá lớp tuyết quanh người, cầm trường kiếm giết sạch hết 17 tên. Bình Chi và Linh Sang cảm tạ chàng ơn cứu mạng, rồi nhảy lên ngựa đuổi theo sư phụ về hướng Bắc. Nhậm Ngã Hành, Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên được lệnh Hồ Xung trục hết hàn khí trong người. Lão ta biết ơn, dạy chàng pháp môn vận khí đã thông kinh mạch, phục hồi cánh tay trái. Một lần nữa, Nhậm Ngã Hành mời chàng gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chàng lại từ chối vì phải thực hiện lời hứa với Định Nhàn Sư Thái là tiếp nhận trưởng môn phái Hằng Sơn. Ba người họ lên đường đi tính sổ với Đông Phương Bất Bại. Lệnh Hồ Xung mua ngựa cưỡi về núi Hằng Sơn. Bữa nọ trong tửu điếm, Đào Cốc Lục Tiên và các ni cô phái Hằng Sơn tình cờ gặp chàng. Họ bàn bạc cùng đi về bản doanh gầy dựng lại môn phái. Tại Vô Sắc Am, Nghi Hòa và Nghi Thanh trao đổi với lệnh Hồ Xung chọn ngày 16 tháng 2 sẽ làm lễ nhậm chức trưởng môn. Họ phái các đoàn đệ tử đi gửi thông báo đến các phái, lên chùa Thiếu Lâm nghênh đón xá lợi của hai vị sư thái về. Trong hơn một tháng chờ đến ngày lễ trên, chàng huấn luyện thêm cho các ni cô các chiêu thức thượng thừa của phái Hằng Sơn mà chàng thấy khắc trên vách đá ở hậu động núi Sám Hối Ngọc Nữ của Hoa Sơn. Ngày 16 tháng 2, từ sáng sớm, Bất Giới Hòa Thượng dắt theo một hòa thượng nữa về dự lễ. Bất Giới Hòa Thượng cười hiếp mắt, vô cùng thích thú. Lão liếc nhìn con gái rồi nói tiếp. Lão tử cho một quyền đành rớt răng của hắn rồi quát. Tại sao phái Hằng Sơn chỉ có ni cô và cô nương? Lão tử chính là người của phái Hằng Sơn. Lão tử cạo trọc đầu mà ngươi cũng dám xem lão tử là ni cô hả? Để lão tử cởi quần cho ngươi xem nha. Rồi ta đưa tay cởi quần, tiểu tử sợ đến nỗi quay đầu chạy tuốt. Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm đều cười to lên. Nghi Lâm cười nói, gia gia làm chuyện thô lỗ như vậy mà không sợ người ta cười hả? Bất Giới nói, không cho hắn xem á, rõ ràng thì chỉ e tiểu tử đó không biết lão tử là ni cô hay là hòa thượng. Lệnh Hồ huynh đệ, ta đã nhập vào phái Hằng Sơn, còn dẫn thêm một đồ tôn đến, Bất Khả Bất Giới. Mau đến tham kiến lệnh hồ trưởng môn đi. Lúc lão nói thì hòa thượng đi theo lão lên núi, vẫn đứng quay lưng không nhìn về lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm. Bây giờ gã quay người lại, vẻ mặt rất lúng túng, nhìn lệnh Hồ Xung cười cười. Lệnh Hồ Xung cảm thấy tướng mạo của hòa thượng này rất quen, nhất thời không nhớ ra là ai. Chàng ngẩn người một lát rồi mới nhận ra gã là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan. Bất giác chàng rất kinh ngạc, há hốc miệng hỏi, là Điền huynh ư? Hòa thượng này chính là Điền Bá Quan. Gã cười gượng, cúi người hướng về Nghi Lâm hành lễ rồi nói, tham kiến sư phụ. Nghi Lâm cũng rất kinh ngạc, cô hỏi, ngươi tại sao ngươi lại xuất gia cải trang thôi phải không? Bất Giới đại sư dương dương đắc ý cười nói, hàng thật dạ đúng, không lừa dối người già trẻ con. Chính xác, hắn là hòa thượng Bất Khả Bất Giới. Pháp danh của người gọi là gì, nói cho sư phụ nghe đi. Điền Bá Quan cười gượng nói, sư phụ, thấy sư phụ đặt pháp danh cho đệ tử là cái gì? Bất Khả Bất Giới. Nghi Lâm ngạc nhiên hỏi, cái gì Bất Khả Bất Giới? Làm gì có cái pháp danh mà dài như vậy? Bất Giới nói, người biết cái gì? Trong kinh Phật, tên của Bồ Tát còn dài hơn nhiều. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, tên này không dài hay sao? Tên của hắn chỉ có 4 chữ, mà dài là cái gì? Nghi Lâm gật đầu nói, thì ra là vậy. Mà tại sao hắn lại xuất gia? Gia gia nhận hắn làm đồ đệ rồi hả? Bất Giới cười nói, không, hắn là đồ đệ của người, ta là tổ sư già của hắn. Nhưng người là tiểu ni cô, hắn ba người làm sư phụ. Nếu hắn không làm hòa thượng thì
rất có hại cho thanh danh của phái Hàn Sơn, cho nên ta khuyên hắn làm hòa thượng. Nghi Lâm cười nói, gia gia khuyên hắn cái gì, nhất định là gia gia ép hắn xuất gia, có phải không? Bất Giới nói, hắn tự nguyện, xuất gia không thể ép buộc được. Người này cái gì cũng tốt, mà bản tính lại không tốt, cho nên ta đặt pháp danh cho hắn là Bất Khả Bất Giới. Mặt Nghi Lâm hơi ửng đỏ, cô biết rõ dụng ý của gia gia. Con người của Điện Bá Quan tham hoa hiếu sắc, trước đây không biết tại sao hắn bị gia gia cô bắt được, tha mạng chứ không giết, lại đem nhiều hình phạt cổ quái trút lên người hắn, lần này lại ép hắn làm hòa thượng. Bất Giới hòa thượng lớn tiếng nói, pháp danh của ta là Bất Giới, nên bất cứ thành quy giới luật gì cũng không có giữ. Nhưng Điện Bá Quan này á, làm nhiều chuyện bại hoại trên giang hồ, bắt hắn giữ giới thì làm sao có thể là môn hạ đệ tử của người được chứ. Lãnh Hồ công tử cũng không có thích đâu. Sau này hắn muốn được ta truyền y bát, vì vậy trong pháp danh của hắn cũng phải có hai chữ Bất Giới. Bỗng nghe một người nói, Bất Giới hòa thượng và Bất Khả Bất Giới đầu nhập vào phái Hàn Sơn, thì bọn Đào Cốc Lục Tiên ta đó cũng đầu nhập vào phái Hàn Sơn. Đào Cốc Lục Tiên vừa đến, người nói đó là Đào Cán Tiên. Đào Cán Tiên nói, bọn ta gặp Lãnh Hồ Xung trước nhất, cho nên sáu huynh đệ bọn ta là đại sư huynh, Bất Giới hòa thượng là tiểu sư đệ. Lãnh Hồ Xung thầm nghĩ, phái Hàn Sơn đã có Bất Giới đại sư và Điền Bá Quan, lại thu thêm Đào Cốc Lục Tiên nữa cũng được. Trên giang hồ khỏi phải nói Lãnh Hồ Xung là chưởng môn một bầy ni cô nương. Vậy là hắn nói, lúc vị đào huynh chịu gia nhập phái Hàn Sơn thì tốt quá, sư huynh sư đệ sắp theo thứ bậc thì phiền phức lắm, mọi người miễn dùm cho. Đào Diệp Tiên bỗng nói, đệ tử của Bất Giới gọi là Bất Khả Bất Giới, tương lai nếu Bất Khả Bất Giới thu nhận đệ tử thì pháp danh gọi là cái gì? Đào Thực Tiên lên tiếng, đệ tử của Bất Khả Bất Giới thì trong pháp danh phải có bốn chữ Bất Khả Bất Giới, nên có thể gọi là Đương Nhiên Bất Khả Bất Giới. Đào Chi Tiên hỏi, vậy đệ tử của Đương Nhiên Bất Khả Bất Giới pháp danh gọi là gì? Lệnh Hồ Xung thấy Điện Bá Quan rất bẽn lẽn, bèn nắm tay gã nói, tiểu đệ có mấy câu muốn hỏi Điền huynh. Điện Bá Quan đáp dạ. Hai người bước nhanh ra ngoài mấy trượng, lại nghe Đào Cán Tiên nói ở sau lưng, pháp danh của hắn có thể là Lý Sở Đương Nhiên Bất Khả Bất Giới. Đào Hoa Tiên hỏi, vậy thì đệ tử của Lý Sở Đương Nhiên Bất Khả Bất Giới pháp danh gọi là gì? Điền Bá Quan cười gượng nói, Lệnh Hồ Chưởng Môn. Ngày hôm đó tại hạ bị thái sư phụ bức ép đến Hoa Sơn, mời Lệnh Hồ Chưởng Môn đi gặp tiểu sư thái, chuyện này thật khó nói hết. Lệnh Hồ Xung nói, tiểu đệ chỉ biết lão bó buộc Điền huynh uống độc dược, nói gạt đã điểm tử huyệt của Điền huynh. Điền Bá Quan nói, chuyện này phải nói từ đầu. Ngày hôm đó ở ngoài quần Ngọc Viện thành Hành Sơn, tại hạ đánh lộn với Dư Thường Hải, lòng nghĩ hảo thủ trong hắc đạo ở Hồ Nam quá nhiều, nên không thể chần chờ được nữa, liền đi về hướng bắc lên Hà Nam. Nói ra thật xấu hổ, bệnh cũ tái phát. Đêm tối ở Khai Phong phủ, tại hạ mò đến khuê phòng của một tiểu thư nhà phú hộ, tại hạ vén rèm đưa tay mò mẫm, lại mò nhầm cái đầu trọc lóc. Lệnh Hồ Xung cười nói, không ngờ là một ni cô hả? Điền Bá Quan cười gượng nói, không phải, một hòa thượng. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói, trong chăn qua của tiểu thư là một hòa thượng đang ngủ, không ngờ vị tiểu thư này lén lút ăn ở với một hòa thượng. Điền Bá Quan lắc đầu nói, không phải, vị hòa thượng đó chính là thái sư phụ. Thì ra thái sư phụ đang tìm tại hạ, nên nghe được chút manh mối liền tìm đến phủ Khai Phong. Ban ngày tại hạ quanh quẩn rình mò nhà người ta đã bị thái sư phụ nhìn thấy. Thái sư phụ lão nhân già đoan tại hạ không có ý tốt, nên nói với người ta bảo tiểu thư đi chỗ khác để thái sư phụ lão nhân già ngủ ở trên giường đợi tại hạ.
Lệnh Hồ Xung cười nói: Phen này Điền huynh xui xẻo rồi. Điền Bá Quan cười gượng nói: Còn phải nói nữa, lúc tại hạ mò đến đầu của Thái sư phụ thì biết là không may rồi, lại cảm thấy bụng dưới tê chồn, thì ra đã bị điểm trúng huyệt đạo. Thái sư phụ nhảy xuống giường, đốt đèn lên, hỏi tại hạ muốn chết hay muốn sống. Tại hạ biết cả đời mình làm chuyện ác, cuối cùng cũng có ngày gặp báo ứng, liền nói muốn chết. Thái sư phụ rất lấy làm lạ, hỏi tại hạ tại sao muốn chết. Tại hạ nói ta không cẩn thận nên bị lão chế ngự, chẳng lẽ ta còn có thể sống được hay sao? Thái sư phụ tức giận nói: Người nói người không cẩn thận bị ta chế ngự, còn nếu người cẩn thận một chút thì sẽ không bị ta chế ngự ư? Được lắm. Thái sư phụ nói chữ được lắm, liền đưa tay ra giải khai quyệt đạo cho tại hạ. Tại hạ ngồi xuống hỏi: Có gì dạy bảo? Thái sư phụ nói: Người có đem theo đao sao không chém? Người có chân sao không dò qua cửa sổ chạy trốn đi? Tại hạ nói: Điền mỗ là nam tử hán đại trượng phu, làm sao mà hành động kiểu tiểu nhân vô sĩ như vậy? Thái sư phụ cười ha hả nói: Người không phải là hạng tiểu nhân vô sĩ ư? Người đã hứa bái con gái ta làm sư phụ, sao còn chối cãi? Tại hạ rất lấy làm lạ hỏi: Con gái của lão ư? Thái sư phụ nói: Lúc ở trên tửu lầu, người và tên tiểu tử phái Hoa Sơn đánh cuộc, nói nếu thua thì bái con gái ta làm sư phụ. Chẳng lẽ là giả ư? Ta lên Hằng Sơn tìm con gái ta, nó đã kể tất cả từ đầu đến đuôi cho ta nghe hết rồi. Tại hạ nói: Thì ra là như vậy. Tiểu ni cô đó là con gái của đại hòa thượng, cũng thật là kỳ lạ. Thái sư phụ hỏi: Có gì đâu mà lạ? Lệnh Hồ Xuân nghe đến đây thì cười nói: Chuyện này vốn đã rất kỳ lạ. Người ta sinh con rồi mới làm hòa thượng, Bất Giới đại sư làm hòa thượng rồi mới sinh con. Pháp danh của đại sư là Bất Giới, nên thanh quy giới luật gì đại sư cũng không tuân giữ. Điền Bá Quan lại nói: Đúng vậy. Lúc đó tại hạ nói chuyện đánh cuộc là lời nói giỡn, sao cho là thật được. Tại hạ đã thua là đúng, nhưng tại hạ cũng không làm phiền vị tiểu sư thái đó nữa là được rồi. Thái sư phụ nói: Không được, người đã nói phải bái sư thì nhất định phải bái sư, người phải bái con gái ta làm sư phụ mới được. Ta không thể sinh con gái ra rồi lại để cho người giỡn mặt. Ta đi tìm người hào tốn khá nhiều công sức, người luồn lách rất là hay. Nếu người không làm trò thai qua bảy bà này thì muốn bắt được người thật không dễ đâu. Tại hạ thấy thái sư phụ cứ nói lanh quanh, liền ba chân bốn cẳng giọt ra ngoài cửa sổ chạy đi. Tại hạ tự cho rằng khinh công của mình rất cao cường, thái sư phụ nhất định cực đuổi không có kịp. Không có ngờ nghe tiếng bước chân phía sau, thái sư phụ đã đuổi kịp rồi. Tại hạ la lên: Đại hòa thượng, vừa rồi hòa thượng không giết ta, bây giờ ta cũng không giết hòa thượng. Hòa thượng mà đuổi theo nữa thì ta không khách khí đâu. Thái sư phụ cười ha hả nói: Tại sao ngươi không khách khí? Tại hạ rút đao quay người lại chém về hướng thái sư phụ. Nhưng võ công của thái sư phụ thật là cao cường, thái sư phụ dùng tay không chiết chiều với tại hạ, khoai đào của tại hạ bị phong tỏa không cách nào ra chiêu được. Sau khi chiết được 40 chiều, thái sư phụ chụp cổ tay tại hạ giật lấy đơn đao rồi hỏi: Phục chưa? Tại hạ nói: Phục rồi, hòa thượng cứ giết ta đi. Thái sư phụ nói: Ta giết người thì có ích gì, mà cũng không cứu sống được con gái ta. Tại hạ giật mình hỏi: Tiểu sư thái chết rồi ư? Thầy sư phụ nói: Bây giờ thì chưa có chết, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết rồi. Ta gặp nó ở Hàng Sơn, nó ôm nhòm, chỉ còn có cái da bọc xương, thấy ta là không. Ta hỏi rõ chuyện của nó thì ra đều là do ngươi mà ra. Tại hạ nói: Hòa thượng muốn giết thì giết, bình sinh Điện Quá Quan này quan mình lỗi lạc, không nói dối ai. Ta đã vô lễ với tiểu thư của hòa thượng, nhưng cô ta được lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn cứu rồi. Điền mổ chưa xúc phạm đến tiểu thư thì cô ta vẫn là một vị cô nương bằng thanh ngọc khiết. Thái sư phụ nói: Tố mẹ người, bằng thanh ngọc khiết là cái đất gì? Khuê nữ của ta tương tư đến ôm ọp vàng giọt, nếu lệnh Hồ Xung không lấy nó thì nó sống không nổi nữa.
Nhưng ta nhắc đến chuyện này thì khuê nữ ta lại cử nữ, nói cái gì là người xuất gia thì không động lòng trần, nếu không thì Bồ Tát sẽ quở trách, sau khi chết bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Thái sư phụ nói một lúc bỗng quay đầu lại chửi tại hạ: đồ tiểu tử hồi thối, tất cả đều do ngươi hết. Ngày hôm đó nếu không phải ngươi vô lễ với con gái của ta thì lãnh hồ sung sẽ không ra tay cứu giúp, con gái ta sẽ không đến nỗi ôm ò gầy mòn như vậy. Tại hạ nói cũng chưa chắc đâu, tiểu sư thái đẹp như tiên trên trời, ngày hôm đó dù ta không vô lễ với tiểu sư thái, sung nhất định sẽ kiếm cơ gì đó để giàn díu với tiểu sư thái thôi. Lệnh hồ sung nghe đến đây châu mày nói: Điền huynh, Điền huynh nói mấy câu đó không khỏi quá trớn. Điền Bá Quan cười nói: Xin lỗi đã đắc tội với lệnh hồ trưởng môn, nhưng tình thế lúc đó nguy cấp, nếu tại hạ không nói như vậy thì thái sư phụ quyết sẽ không buông tha cho tại hạ. Quả nhiên thái sư phụ vừa nghe liền đổi giận thành vui. Thái sư phụ nói: Tiểu tử thúi tha, ngươi nghĩ coi, cả đời ngươi làm biết bao nhiêu chuyện xấu, nếu ngươi không vô lễ với con gái ta thì lão tử đã sớm bóp nát cái đầu của ngươi rồi. Lệnh hồ sung lấy làm lạ hỏi: Điền huynh vô lễ với con gái lão mà sao lão lại khoái chứ? Điền Bá Quan lại nói: Đó không phải là khoái, mà là thái sư phụ khen tại hạ có con mắt tinh đời. Lệnh hồ sung càng chẳng hiểu ra làm sao. Điền Bá Quan nói: Thái sư phụ đưa tay trái túm tại hạ đưa lên cạo, tay phải tát tại hạ 17-18 cái toe lửa, tại hạ bị thái sư phụ tát đến ngất xỉu. Thái sư phụ đem tại hạ dìm xuống rạch cho tại hạ tỉnh lại. Thái sư phụ nói: Ta hẹn ngươi trong vòng 1 tháng phải đi mời lệnh hồ sung đến Hàng Sơn gặp con gái ta, dù nhất thời không thể cưới nó, để hai đứa chung tâm sự với nhau. Tính mạng con gái ta phải được an toàn, sư phụ lâm nạn, ngươi là đồ đệ sao không biết cứu. Thái sư phụ điểm mấy huyệt đạo của tại hạ, bảo là tử huyệt, lại buộc tại hạ uống một viên độc dược, nói nếu trong vòng 1 tháng mời được trưởng môn đi gặp tiểu sư thái thì mời cho thuốc giải, nếu không á chất kịch đã phát tác, không thuốc gì cứu chữa được. Lệnh hồ sung liền hiểu ra. Ngày đó Điền Bá Quan đến Hoa Sơn mời mình xuống núi, trong bụng có nhiều điều khó nói, gã cũng không chịu nói rõ. Làm sao chàng đoán được việc này lại có nhiều tình tiết ly kỳ như vậy? Điền Bá Quan lại nói tiếp: Tại hạ đến Hoa Sơn mời chưởng môn đại giá, lại bị chưởng môn đánh cho một trận thất bại te tua, nghĩ rằng phen này khó mà bảo toàn tính mạng, không ngờ thấy sư phụ không yên tâm, đích thần đưa tiểu sư thái lên Hoa Sơn tìm chưởng môn, lại ban cho tại hạ thuốc giải. Tại hạ nghe lời khuyên của chưởng môn, từ đó không làm chuyện thay hoa bậy bạ nữa. Nhưng trời xanh Điền Bá Quan này bản tính hiếu sắc, không thể sống thiếu phụ nữ được, bên người sung sinh vàng bạc, muốn tìm những hoa phụ lẳng lơ ca kỹ dâm đảng thì cũng không khó. Nửa tháng trước thấy sư phụ lại tìm tại hạ, nói chưởng môn đã tiếp nhiệm phái Hàng Sơn, lại bị người ta gièm pha sau lưng, bị nhiều tai tiếng trên giang hồ. Thái sư phụ thương con gái nên quy chàng rể. Lệnh hồ sung châu mày nói: Điền huynh, những lời tào lao như vậy xin đừng nói ra nữa. Điền Bá Quan nói: Dạ, tại hạ chỉ tường thuật những lời của thái sư phụ mà thôi. Thái sư phụ nói thái sư phụ muốn nhập vào phái Hàng Sơn, bảo tại hạ cùng đi. Bước thứ nhất, thái sư phụ thay con gái mà nhận đồ đệ, tại hạ không đồng ý. Thái sư phụ liền dung quyền đánh, tại hạ đánh thì không lại, chạy trốn cũng không xong, đành cúi đầu làm lễ bái sư vậy. Hắn nói đến đây mặt mày buồn xo, rất khó coi. Lệnh hồ sung nói: Dù bái sư cũng không cần thiết phải làm hòa thượng, phải thiếu lầm vẫn còn nhiều đệ tử tục gia đó. Điền Bá Quan lắc đầu nói: Thái sư phụ có lý lẽ riêng. Thái sư phụ nói ngươi là kẻ rất hiếu sắc, đầu nhập vào phái Hằng Sơn, bọn sư bá sư thúc đều là ni cô mỹ miều, để người quậy thì không có ổn,
việc có thì việc tận gốc mới là thượng sách. Thay sư phụ điểm ngã tại hạ, kéo quần tại hạ ra dùng lên cắt một cái đã hớt hết một nửa thằng nhỏ của tại hạ rồi. Lệnh Hồ Xung giật mình ồ lên một tiếng, lắc đầu lia lịa, cảm thấy chuyện này thật đáng thương. Nhưng chàng nghĩ Điền Bá Quan đã hại biết bao lương gia phụ nữ, đó cũng là một cách báo ứng. Điền Bá Quan lắc đầu nói: Lúc đó tại hạ ngất xỉu, tỉnh dậy thấy sư phụ đã rịch thuốc cho rồi, vết thương đã ngậm miệng, bảo tại hạ dưỡng thương mấy ngày. Sau đó thấy sư phụ cạo râu tóc tại hạ, buộc phải làm hòa thượng, đặt pháp danh cho tại hạ là Bất Khả Bất Giới. Thấy sư phụ nói ta đã cắt một nửa thằng nhỏ của người thì người không thể thay hòa bảy bạ được nữa, đáng lẽ cũng không cần làm hòa thượng. Ta bảo người làm hòa thượng lấy pháp danh là Bất Khả Bất Giới, để mọi người đều biết là vì thanh danh của phái Hằng Sơn. Xưa này người làm hòa thượng mà ở chung với bọn ni cô thì rất bất tiện, nhưng đưa ra chiêu bài Bất Khả Bất Giới thì không còn gì là không nghiêm trạng. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: Thái sư phụ của Điền huynh tính toán thật là chu đáo đó. Điền Bá Quan nói: Thái sư phụ muốn tại hạ nói rõ chuyện này với trưởng môn, còn muốn tại hạ xin trưởng môn đừng trách sư phụ tại hạ. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ nói: Tại sao tiểu đệ trách sư phụ của Điền huynh chứ? Hoàn toàn không có chuyện này đâu. Điền Bá Quan nói: Thái sư phụ nói mỗi lần gặp sư phụ của tại hạ, sư phụ ôm đi một chút, sắc mặt ngày càng tiều tụy. Lúc hỏi sư phụ thì sư phụ chỉ khóc chứ không nói câu nào. Thấy sư phụ nói nhất định là chưởng môn hà hiếp sư phụ. Lệnh Hồ Xung giật mình nói: Hả? Đâu có đâu. Từ trước tới nay tiểu đệ chưa bao giờ nói nặng với sư phụ của Điền huynh một câu. Hơn nữa, cái gì nơi cô ta cũng tốt, tiểu đệ làm sao mà trách mắng cô ta được chứ? Điền Bá Quan lại nói: Vì chưởng môn chưa bao giờ trách mắng sư phụ của tại hạ một câu, cho nên sư phụ của tại hạ mới khóc đó. Lệnh Hồ Xung không hiểu nói: Chuyện này tiểu đệ thật sự là không hiểu đó. Điền Bá Quan lại nói: Thái sư phụ vì chuyện này mà đánh tại hạ một trận nên thần. Lệnh Hồ Xung gãi đầu, lòng nghĩ Bất Giới đại sư này thật quá ư rắc rối, chẳng khác gì Đào Cốc Lục Tiên. Điền Bá Quan nói: Thái sư phụ nói năm xưa thái sư phụ và thái sư mẫu lấy nhau thì lúc nào cũng gây gổ với nhau, càng chửi nhau nhiều chừng nào á thì càng ân ái nhiều chừng đó. Chưởng môn không trách mắng sư phụ của tại hạ tức là không muốn lấy sư phụ của tại hạ làm vợ. Lệnh Hồ Xung nói: Chuyện này sư phụ của Điền huynh là người xuất gia nên tiểu đệ chưa bao giờ nghĩ tới. Điền Bá Quan nói: Tại hạ cũng nói như vậy thì thái sư phụ vô cùng tức giận, liền đánh tại hạ một trận tơi bời. Thái sư phụ nói thái sư mẫu của tại hạ cũng là ni cô, thái sư phụ vì muốn lấy thái sư mẫu nên mới làm hòa thượng. Nếu người xuất gia không thể làm vợ chồng thì trên đời này làm sao có sư phụ của tại hạ chứ? Nếu trên đời này không có sư phụ của tại hạ thì làm sao có tại hạ? Lệnh Hồ Xung không nhịn được tức cười, lòng nghĩ gã còn lớn tuổi hơn Nghi Lâm nhiều, hai chuyện hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể kéo lại làm một được. Điền Bá Quan lại nói tiếp: Thái sư phụ còn nói nếu chưởng môn không muốn lấy sư phụ của tại hạ thì tại sao lại làm chưởng môn phái Hằng Sơn chứ? Thái sư phụ nói nữ nhi Hằng Sơn tuy nhiều nhưng không có ai xinh đẹp bằng sư phụ của tại hạ. Chưởng môn không vì sư phụ của tại hạ thì là vì ni cô nào chứ? Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kêu khổ, chàng thầm nghĩ: Năm xưa Bất Giới hòa thượng muốn lấy một ni cô nên mới đi làm hòa thượng. Lão cho rằng người khắp thiên hạ ai ai cũng có bụng dạ như lão. Câu nói này mà lọt ra ngoài ha, không hỏng bét hết hay sao? Điện Bác Quan cười gượng nói: Thấy sư phụ hỏi tại hạ, sư phụ của tại hạ có phải là cô gái xinh đẹp nhất trên đời không? Tại hạ nói dù không đẹp nhất thì cũng là rất đẹp. Thái sư phụ liền dung quyền đánh rớt hai cái răng của tại hạ, tức giận đùng đùng nói: Tại sao không phải là đẹp nhất? Nếu con gái ta không đẹp thì hôm đó ngươi có ý đồ vô lễ với con gái của ta làm gì?
tiểu tử lệnh hồi xung tại sao liều mạng cứu nó chứ? Tại hạ vội nói: rất đẹp, rất đẹp, thấy sư phụ lão nhân già hạ sinh cô nương thì có lý nào mà không đẹp nhất thiên hạ. Thấy sư phụ nghe vậy cao hứng, khen tại hạ là có con mắt tinh đời. Lệnh hồ sung mỉm cười nói: Nghi Lâm tiểu sư muội dung mạo rất đẹp, cũng chẳng trách Bất Giới đại sư quá xưng tụng. Điền Bá Quan vui mừng nói: Trưởng môn cũng khen tướng mạo của sư phụ tại hạ rất đẹp thì tuyệt quá rồi. Lệnh hồ sung lấy làm lạ hỏi: Tại sao lại tuyệt quá? Điền Bá Quan nói: Thay sư phụ giao cho tại hạ một nhiệm vụ, một chuyện rất là khó xử, muốn tại hạ tìm cách khuyên trưởng môn. Khuyên trưởng môn? Lệnh hồ sung hỏi: Khuyên tiểu đệ cái gì chứ? Điền Bá Quan cười nói: Khuyên trưởng môn làm sư công của tại hạ. Lệnh hồ sung ngẩn người, chàng nói: Điền huynh, Bất Giới đại sư yêu con gái vô hạn, tuy nhiên chuyện này Điền huynh cũng biết là làm không được. Điền Bá Quan nói: Đúng vậy, tại hạ đã nói là khó vô cùng. Nói trưởng môn đã từng vì Nhậm đại tiểu thư của thần giáo mà thống lĩnh quần hùng lên chùa Thiếu Lâm. Tại hạ nói tướng mạo của Nhậm đại tiểu thư không bằng một phần của sư phụ tại hạ, nhưng lệnh hồ công tử có duyên với cô ta, đã bị cô ta mê hoặc rồi, người ngoài không có cản nổi. Trưởng môn, trước mặt thấy sư phụ tại hạ, tại hạ không thể không nói như vậy, để giữ lại mấy cái răng ăn chao chứ, xin trưởng môn đừng có phiền trách. Lệnh hồ sung mỉm cười nói: Rồi, tiểu đệ hiểu rồi. Điền Bá Quan nói: Thái sư phụ bảo chuyện này thái sư phụ cũng biết, người bảo rất là dễ làm, cứ tìm cách giết Nhậm đại tiểu thư đi, không để cho trưởng môn biết là được. Tại hạ liền càng không có được, nếu giết Nhậm đại tiểu thư, lãnh hồ công tử nhất định sẽ tự sát. Thái sư phụ nói: Người nói cũng phải, tên lãnh hồ sung mà chết thì con gái ta qua bổ một đời, há không phải là xui xẻo lắm hay sao? Thôi thế này đi, người cứ bảo lệnh hồ sung lấy con gái ta làm lẽ cũng chẳng sao. Tại hạ nói thái sư phụ của đệ tử đường đường là thiên kim tiểu thư của người, làm sao có thể lẹp dê như vậy được. Thái sư phụ than: Người không có hiểu đâu, con gái ta không gả được cho lệnh hồ sung thì sớm muộn gì cũng chết, chẳng sống lâu nữa đâu. Thái sư phụ nói đến đây nước mắt chảy dài. Ôi, tâm lòng của cha đối với con gái rộng như trời biển, chân tình biểu lộ không màu mè chút nào. Hai người nhìn nhau cảm thấy bẽn lẽn. Điền Bá Quan nói: Lệnh hồ trưởng môn, lời thái sư phụ dặn dò tại hạ đã nói hết cho trưởng môn nghe. Tại hạ biết chuyện này có chỗ khó xử, nhất là trưởng môn lại lên làm trưởng môn phái Hằng Sơn thì càng thêm khó xử. Nhưng tại hạ khuyên trưởng môn đối với sư phụ của tại hạ nên nói dịu dàng mấy câu để sư phụ của tại hạ vui, khuôn mặt sư phụ tươi tỉnh lên một chút. Lệnh hồ sung gật đầu nói: Ừ, phải rồi. Chàng nhớ mỗi lần gặp Nghi Lâm, quả thực thấy cô ta ngày càng gầy guộc đi, thì ra là vì cô ốm tương tư. Nghi Lâm có tình ý với mình, điều đó lệnh hồ sung biết, nhưng cô ta là người xuất gia, tuổi lại còn nhỏ, chàng nghĩ rằng chỉ là mối tình thoáng qua, rồi một thời gian sẽ quên đi. Về sau trên Thiên Hà lĩnh gặp lại cô ta, đi từ Phúc Kiến đến Giang Tây, chàng vẫn chưa hề nói chuyện riêng với cô ta một câu. Phen này lên Hằng Sơn thì càng phải tránh sự nghi ngờ. Thanh danh của chàng đã tàn tạ, người đời có khinh miệt cũng không để tâm, nhưng không thể làm bại hoại thanh danh của phái Hằng Sơn. Ngoài việc truyền thụ kiếm pháp cho đệ tử ra, ngày thường lệnh hồ sung rất ít nói chuyện với ai, giả bộ như không được khỏe để rủ sạch mọi chuyện. Bây giờ nghe Điền Bá Quan nhắc lại chuyện Nghi Lâm đối với chàng bằng cả một tình yêu thầm lặng, lệnh hồ sung cảm thấy xao xuyến, bồi hồi vô hạn. Nhìn ra xa trên đỉnh núi tuyết phủ dày đặc,
Lệnh Hồ Xuân đang trầm tư, bỗng nghe tiếng huyên náo, bọn quần hào lên núi. Đỉnh Kiến Tính xưa nay thanh tịnh, hoàn toàn không có tình trạng huyên náo như vậy. Đang lúc kinh ngạc, chàng nghe tiếng bước chân dồn dập, mấy trăm người chạy lên núi. Người đi đầu reo lên: "Cung Mỹ, Lệnh Hồ công tử, hôm nay là ngày đại hỷ của công tử." Người này vừa lung vừa mập, đúng là lão đầu tử. Phía sau lão là Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, cùng với bọn Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lam Phượng Hoàng, Du Tấn, Mạc Bắc Sông Hùng đều có đủ. Lệnh Hồ Xuân vừa sửng sốt vừa vui mừng, chàng vội tiến lên nghênh đón rồi nói: "Tại hạ nhận di mệnh của Định Nhàn sư thái, phải chấp chưởng môn hộ phái Hàng Sơn, không dám làm kinh động đến các vị bằng hữu. Tại sao các vị đều biết mà đến vậy?" Những người này từng theo Lệnh Hồ Xuân lên chùa Thiếu Lâm, trải qua một trận đấu sinh tử, trở thành bằng hữu chi giao trong hoạn nạn. Họ xông đến vây quanh Lệnh Hồ Xuân rất thân mật. Lão đầu tử lớn tiếng nói: "Mọi người nghe tin công tử đã đón thánh cô ra, ai ai cũng vui mừng. Công tử nhậm chức chưởng môn phái Hàng Sơn, chuyện này đã lan truyền âm ý cả giang hồ. Hôm nay nếu mọi người không lên núi chúc mừng thì thật là đáng tội chết." Những người này hào khí sảng khoái, nói hai ba câu là đã cười âm ý cả lên. Từ khi lên núi Hằng Sơn, đối với quần ni cô nương, Lệnh Hồ Xuân nói năng hành sự rất ý tứ dè dặt. Bây giờ bỗng nhiên gặp nhiều bằng hữu như vậy, chàng rất vui mừng. Hoàng Bá Lưu nói: "Bọn tại hạ là khách không mời mà đến, phái Hằng Sơn chắc chưa chuẩn bị đồ ăn cho bọn thô lỗ này, nên bọn tại hạ đã canh rượu cơm đồ nhắm lên núi." Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói: "Vậy thì còn gì là hay hơn chứ?" Chàng thầm nghĩ: "Tình cảnh này cũng giống như đại hội quần hào trên núi Ngũ Bát Cương ngày trước." Trong lúc nói chuyện, lại có mấy trăm người lục tục lên núi. Kế Vô Thì cười nói: "Công tử, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Nhưng nữ đệ tử văn nhã khép nép của công tử cũng không cần chào hỏi bọn ngớ ngẩn này. Mọi người xin cứ tự nhiên là hay nhất nha." Lúc này trên ngọn Kiến Tính ồn ào náo nhiệt, bọn đệ tử Hằng Sơn tuyệt không ngờ có nhiều tân khách đến chúc mừng nên rất hứng khởi. Những đệ tử lão thành hiểu biết rộng phát giác những vị khách đến chúc mừng này toàn hạng chẳng ra gì. Tuy có không ít kẻ sĩ nổi danh nhưng cũng đều là cao thủ tà phái, có nhiều người là anh hùng lục lâm, hào khách phe hắc đạo. Môn quy phái Hằng Sơn rất tinh nghiêm, quần đệ tử ai ai cũng giữ cho mình thanh khiết, ngay đến các kẻ sĩ trong chính giáo cũng ít qua lại. Những nhân vật bàn môn tả đạo này xưa nay tuyệt không bao giờ giao tiếp. Hôm nay bọn họ lại kéo lên núi như ông dở tổ. Nhưng thấy trưởng môn nhân và bọn họ tay bắt mặt mừng rất thân thiết nên ai cũng đành chắc lưỡi mà thôi. Đến giờ ngọ, mấy trăm hán tử gánh gà vịt, bò dê, rượu, đồ nhắm, cơm lên núi. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: "Trên ngọn Kiến Tính thờ Bạch Y Quan Âm, ta đã làm chưởng môn nhân mà lại giết heo mổ dê, ăn cá ăn thịt thì không khỏi có lỗi với lịch đại tổ tông của phái Hằng Sơn." Chàng liền ra lệnh cho những hán tử xuống giữa núi mà thổi lửa làm cơm. Mùi rượu thịt thơm phức bốc lên nghi ngút, quần ni không ai không ngấm ngầm chau mày. Quần hào dùng cơm trưa xong, ngồi vòng quanh khoảng đất trống trước chủ am ngọn Kiến Tính. Lệnh Hồ Xuân ngồi ở đầu phía tây, mấy trăm tên nữ đệ tử theo thứ tự lớn nhỏ đứng ở phía sau hắn, chỉ đợi giờ lành là sẽ làm lễ tiếp nhiệm. Bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên, một đoàn người thổi sáo đi lên núi. Hai lão già mặc áo xanh đi giữa, lớn bước tiến lên trước. Trong quần hùng bốn phía có tiếng nói vang lên, không ít người đứng dậy. Lão già áo xanh bên trái, da mặt vàng khè, lão lớn tiếng nói: "Đông Phương giáo chủ, Nhật Nguyệt thần giáo, Quỷ Phai Giả Bố và Thượng Quan Dần đến chúc mừng Lệnh Hồ đại hiệp vinh nhậm chưởng môn phái Hằng Sơn, cùng chúc phái Hằng Sơn phát dương quang đại, Lệnh Hồ chưởng môn hoài chân võ lâm." Lão nói như vậy, quần hào đều ô lên một tiếng
rồi reo hò rùm lên. Những kẻ sĩ tả đạo này phần nhiều có liên quan đến ma giáo, trong đó còn có người uống tam thi não thần đan của Đông Phương Bất Bại. Nghe đến bốn chữ Đông Phương giáo chủ thì sợ hãi run lên. Quân Hào dù không biết hai lão già này, nhưng đều nghe danh hai lão đã lâu. Lão bên trái là Hoàng Diện Tôn Giả, Giả Bố. Lão bên phải họ Thượng Quang, tên là Dân, ngoại hiệu là Điêu Hiệp. Võ công hai lão cao cường, nghe nói còn cao hơn trưởng môn nhân các phái bình thường và ban chủ, tổng đà chủ. Hai lão ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy thời gian không lâu, nhưng mấy năm gần đây thần giáo có thay đổi rất lớn. Những người trung thành với giáo chủ cũ hoặc bị bài xích hoặc tự quy ẩn. Trước mắt Giả Bố và Thượng Quan Dân là hai nhân vật đệ nhất rất có máu mặt, quyền thế ở trong giáo. Lần này Đông Phương Bất Bại phái hai lão đến, có thể nói là rất nể mặt của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung tiến lên nghênh đón rồi nói: Tại hạ và Đông Phương tiên sinh không quen biết, mà hai vị nhọc công đại giá, tại hạ hổ thẹn không dám nhận. Chàng thấy Hoàng Diện Tôn Giả, Giả Bố mặt ốm nhôm vàng giọt, hai bên huyệt thái dương nhô cao giống như hạt đào, còn lão Điêu Hiệp Thượng Quan Dân thì tay chân dài thòn, hai mắt sáng quắc rất oai vệ. Nội công của hai lão đều rất thâm hậu. Giả Bố nói: Lãnh Hồ đại hiệp, hôm nay là ngày đại hỷ. Đồng Phương giáo chủ nói đáng lẽ giáo chủ nên đích thân đến chúc mừng mới phải, nhưng công việc trong bổn giáo quá bận, không cách nào phân thân được, xin Lãnh Hồ đại hiệp đừng trách. Lãnh Hồ Xung cũng nói: Tại hạ không dám. Chàng thầm nghĩ: Xem ra Đông Phương Bất Bại phô trương như vậy vì nhậm giáo chủ chưa đoạt lại ngôi vị giáo chủ, không biết lão và Hướng đại ca, Doanh Doanh ba người hiện giờ ra sao nữa. Giả Bố nghiêng người vẫy tay rồi y nói: Một chút lễ mọn bày tỏ chút lòng thành của Đông Phương giáo chủ, xin Lãnh Hồ chứng môn vui lòng thu nhận. Trong tiếng sáo, hơn 100 hán tử khiêng 40 cái rương sơn đỏ lên. Mỗi rương đều do 4 tên hán tử tráng kiện khiêng. Nhìn bước chân mỗi người rất nặng, biết vật đựng trong rương thật không nhẹ. Lãnh Hồ Xung vội nói: Hai vị đại giá quan lâm, Lãnh Hồ Xung đã hân hạnh cảm kích lắm rồi. Trọng lễ như vậy, tại hạ vạn lần không dám bái lãnh. Xin thưa lại với Đông Phương tiên sinh, nói Lãnh Hồ Xung ta đa tạ. Đệ tử phái Hàng Sơn thanh tu khổ cực trên núi, cũng không cần sử dụng những vật xa hoa quý báu này đâu. Giả Bố nói: Nếu Lãnh Hồ chứng môn không thu nhận thì tại hạ và Thượng Quan Dân huynh đệ thật khó xử vô cùng. Lão nghiêng đầu hỏi Thượng Quan Dân: Thượng Quan huynh đệ, huynh đệ nói xem có đúng vậy không? Thượng Quan Dân đáp: Đúng vậy. Lệnh Hồ Xung rất khó xử, chàng nghĩ bụng: Sơn thuộc chính giáo, cùng ma giáo, bọn người thế như nước với lửa, dù song phương không đánh nhau thì cũng không thể kết giao làm bằng hữu được. Hơn nữa nhầm giáo chủ và Doanh Doanh đi tính sổ với Đông Phương Bất Bại, làm sao ta có thể thu nhận lễ vật của ngươi được chứ? Lệnh Hồ Xung bèn nói: Hai vị huynh đài, xin bẩm lại với Đông Phương tiên sinh, vật hậu tứ này tại hạ vạn lần không dám nhận. Nếu hai vị không chịu mang lễ vật về, đành phải bảo người đưa đến tổng đàn quý giáo đó. Giả Bố mỉm cười nói: Lệnh Hồ chướng môn có biết trong 40 cái rương này đựng vật gì không vậy? Lệnh Hồ Xung đáp: Tại hạ không biết. Giả Bố cười nói: Lệnh Hồ chướng môn xem rồi nhất định sẽ không khước từ. Vật đựng trong 40 cái rương này kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn lễ vật của Đông Phương giáo chủ, có một phần thuộc quyền sở hữu của Lệnh Hồ chướng môn. Bọn tại hạ khiêng đến đây chỉ là vật trả về nguyên chủ mà thôi. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ nói: Đồ dùng của tại hạ hả? Vậy là sao? Giả Bố bước lên một bước rồi nói khẽ: Trong đó đại đa số là xiêm áo và vật thường dùng của nhậm đại tiểu thư để lại trên hắc một nhai. Đông Phương giáo chủ sai tại hạ đem đến để nhậm đại tiểu thư sử dụng. Ngoài ra còn có một ít là lễ mọn mà giáo chủ tặng cho Lệnh Hồ đại hiệp và nhậm đại tiểu thư. Rất nhiều
vật để chung với nhau, phân ra không được. Xin lệnh hồ chướng môn đừng khách khí. Lệnh hồ sung tính tình phóng khoáng thoải mái, xưa nay không câu nệ tiểu tiết. Chàng thấy Đông Phương Bất Bại tặng lễ vật rất có thành ý, trong đó lại có nhiều vật dụng của Doanh Doanh, nên không tiện kiên quyết từ chối. Chàng cười ha hả nói: Nếu vậy thì tại hạ xin đa tạ. Một nữ đệ tử chạy nhanh đến bẩm báo: Dạ, Xuân Hư đạo trưởng phái võ đan đích thân tới chúc mừng ạ. Lệnh hồ sung giật mình, vội chạy ra trước nghênh đón. Xuân Hư đạo nhân dẫn 8 tên đệ tử đi lên núi. Lệnh hồ sung cúi người hành lễ nói: Thật là nhọc công đạo trưởng đại giá, lệnh hồ sung cảm kích vô cùng. Xuân Hư đạo nhân cười nói: Lão đệ vinh hạnh nhậm chức trưởng môn phái Hàng Sơn, bần đạo được tin vui mừng không xiết. Nghe nói hai vị đại sư Phương Chứng và Phương Sinh chủ Thiếu Lâm cùng đến chúc mừng, không biết hai vị đại sư đã đến chưa vậy? Lệnh hồ sung càng kinh ngạc hơn nữa. Ngay lúc này có một đoàn tăng nhân đi lên núi. Hai người đi trước tay áo rộng bay pháp phới, chính là Phương Chứng Phương Trượng và Phương Sinh đại sư. Phương Chứng gọi: Xung Hư đạo huynh, cước trình của đạo huynh nhanh quá, đến trước bọn lão nạp rồi. Lệnh hồ sung xuống núi nghênh đón. Hắn nói: Trừ thân lâm, lệnh hồ sung thật là ai nấy. Phương Sinh cười nói: Thiếu hiệp đã 3 lần lên núi thiếu thất, bọn lão nạp đến Hàng Sơn đáp lễ 1 lần, đó cũng là có lễ qua lại thôi. Lệnh hồ sung nghênh đón quần tăng Thiếu Lâm và đạo nhân Võ Đan lên núi. Quần hào trên núi thấy trưởng môn nhân của 2 đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đan thân hành giá lâm thì không ai không ngạc nhiên, không dám nói lớn tiếng. Chúng nữ đệ tử phái Hằng Sơn ai ai cũng vui mừng ra mặt, đều nghĩ thầm: thể diện của trưởng môn sư huynh thật là lớn. Giả Bố liếc mắt sang Thượng Quan Dân rồi đứng qua một bên. Đối với chuyện của bọn Phương Chứng Phương Sinh Xung Hư lên núi, hai lão này làm như ra vẻ không thấy. Lệnh hồ sung mời Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo nhân ngồi ghế trên. Chàng thầm nghĩ: Nhớ năm xưa khi sư phụ tiếp nhiệm trưởng môn phái Hoa Sơn, trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm và phái Võ Đan không đến, chỉ phái người đến chúc mừng mà thôi. Lúc đó tuy ta còn nhỏ, không biết có những tân khách nào, nhưng sau khi sư phụ và sư nương kể lại cho bọn đệ tử nghe chuyện sư phụ tiếp nhiệm trưởng môn năm xưa, cũng không nhắc qua trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm và Võ Đan đại giáo Quang Lâm. Hôm nay cả hai vị cùng đến, chẳng lẽ họ đến chúc mừng ta thật, hay là có dụng ý khác? Lúc này tân khách lên núi nườm nượp, phần nhiều là quần hào đã cùng tham gia với lệnh hồ sung lên chùa Thiếu Lâm. Phái Cung Luân, phái Điểm Thương, phái Nga Mi, phái Không Động, cái Bang, các đại môn phái bang hội cũng đều phái người trình lên lễ vật, thiệp chúc mừng của trưởng môn nhân hoặc bang chủ. Lệnh hồ sung thấy tân khách đến đông quá, lòng nhẹ nhõm nghĩ: Bọn họ đều vì nể mặt Định Nhàn sư thái và phái Hằng Sơn nên mới đến chúc mừng, chứ không phải vì nể mặt lệnh hồ sung ta. 4 phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn không phái người đến chúc mừng. 3 tiếng pháo hiệu nổ lên, giờ lành đã đến. Lệnh hồ sung đứng giữa đám đông, cung tay cúi người hành lễ giáp dòng, rồi chàng lớn tiếng nói: Tiền nhiệm trưởng môn Định Nhàn sư thái phái Hằng Sơn không may bị người ta ám toán, đã viên tịch cùng Định Vật sư thái. Lệnh hồ sung thừa di mệnh của Định Nhàn sư thái tiếp nhiệm trưởng môn phái Hằng Sơn, may được các vị tiền bối, các vị bằng hữu không rẻ khinh đã đại giá quang lâm, môn hạ phái Hằng Sơn rất lấy làm vinh hạnh, cảm kích vô cùng. Trong tiếng chuông, quần đệ tử phái Hằng Sơn xếp thành 2 hàng nối đuôi nhau mà đi. Ở giữa là 4 đại đệ tử Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Chân, Nghi Chất. 4 đại đệ tử hai tay bưng pháp khí đi đến trước mặt lệnh hồ sung, cúi người hành lễ. Lệnh hồ sung xá dài đáp lễ. Nghi Hòa nói: 4 thứ pháp khí này
là vật do tổ sư Hiểu Phong sư thái sáng lập ra phái Hằng Sơn truyền lại, xưa nay do trưởng môn nhân của bổn phái tiếp quản, xin tân nhiệm trưởng môn nhân lệnh hồ sư huynh nhận lãnh. Lệnh Hồ Xung đáp dạ. Bốn đại đệ tử lần lượt đưa pháp khí lên, đó là một quyển kinh, một cái mỏ, một sâu chuỗi, một thanh đoản kiếm. Lệnh Hồ Xung thấy mỏ và sâu chuỗi bất giác phát rầu, chỉ đưa tay nhận lấy, hai mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn vào mọi người. Nghi Hòa mở một cuộn giấy tròn rồi nói: Ngũ đại giới luật của phái Hằng Sơn, giới thứ nhất là phạm thượng ngỗ nghịch, giới thứ hai đồng môn tương tàn, giới thứ ba vọng sát vô hạnh, giới thứ tư đãi thân bất chính, giới thứ năm kết giao gian tà. Di huấn của tổ tông phái Hằng Sơn, trưởng môn sư huynh phải ra sức thực hiện, đốc xuất đệ tử tuân theo. Lệnh Hồ Xung đáp dạ. Chàng thầm nghĩ: Ba giới đầu thì tạm được, nhưng Lệnh Hồ Xung vốn đã không đoàn chính, còn như không được kết giao với gian tà thì càng khó cho ta. Hôm nay tân khách lên núi cũng có hơn một nửa là kẻ sĩ bàn môn tả đạo. Bỗng nghe trên sơn đạo có người la lên: Tả minh chủ, Ngũ Nhạc kiếm phái có lệnh, Lệnh Hồ Xung không được tùy tiện cướp ngôi vị trưởng môn phái Hằng Sơn. Trong tiếng hô hoán, có năm người chạy như bay đến, đằng sau có mấy chục người chạy theo. Năm người chạy đầu, mỗi người cầm một lá cờ gấm, chính là minh kỳ của Ngũ Nhạc kiếm phái. Năm người cùng chạy đến, đứng cách quần hào mấy trượng. Người đứng giữa mập lùn, da mặt vàng ủng sưng húp, khoảng 50 tuổi. Lệnh Hồ Xung nhận ra người này, họ Lạc tên Hậu, có ngoại hiệu là Đại Âm Dương Thủ, là một hảo thủ của phái Tung Sơn. Ngày trước chàng đã từng giao thủ với lão này ở Hoàng Giao, tỉnh Hà Nam. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã đâm xuyên qua hai bàn tay lão, nên lão kết mối thâm thù. Kể ra lão cũng là người quang minh lỗi lạc. Ngày hôm đó lão đánh lén nên khắc chế được chàng, nhưng cũng không thừa cơ hội sát thủ mà nhảy ra đấu tiếp, cho nên chàng đã nhận ân tình của lão. Lệnh Hồ Xung liền cung tay nói: Giảng bối kính chào Lạc tiền bối. Lạc Hậu phất cờ gấm trong tay ra, nói: Phái Hằng Sơn là một trong Ngũ Nhạc kiếm phái, nên phải tuân theo hiệu lệnh của Tả minh chủ. Lệnh Hồ Xung nói: Sau khi Lệnh Hồ Xung tiếp nhiệm trưởng môn phái Hằng Sơn, có gia nhập Ngũ Nhạc kiếm phái hay không thì phải thương nghị đã. Lúc này hơn mấy chục người đều đã lên núi, lại là đệ tử của bốn phái Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn. Tám người phái Hoa Sơn đều là sư đệ của Lệnh Hồ Xung ngày trước, nhưng Lâm Bình Chi lại không có trong đó. Mấy chục người này phân thành bốn hàng, đặt vào chuôi kiếm, lặng lẽ không nói gì. Gã Lạc Hậu lại lớn tiếng nói: Phái Hằng Sơn trước này đều do nữ ni xuất gia chấp chưởng môn hộ, Lệnh Hồ Xung là nam tử, làm sao có thể quý hoại quy củ của phái Hằng Sơn đã có mấy trăm năm này. Lệnh Hồ Xung nói: Quy củ do người đặt ra thì cũng có thể do người sửa đổi, đây là chuyện riêng của bổn phái, không liên can gì đến người ngoài. Trong đám quần hào đã có nhiều người mắng Lạc Hậu: Chuyện của phái Hằng Sơn người ta, mắc mơ gì phái Tung Sơn, người ở không xen vào làm gì chứ, mau cút khuất mắt ta. Cái gì minh chủ Ngũ Nhạc, đồ quân mặt dày. Lạc Hậu nhìn Lệnh Hồ Xung, y hỏi: Những người thốt ra những lời dơ dãi này đến đây làm gì vậy? Lệnh Hồ Xung nói: Những huynh đài này đều là bằng hữu của tại hạ, bọn họ lên núi xem lễ. Lạc Hậu lại nói: Vậy là phải rồi, ngũ đại giới luật của phái Hằng Sơn, giới thứ năm là gì? Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Lão cố ý muốn kiếm chuyện với ta, vậy ta phải nói xóc lão một trận mới được. Chàng bèn nói: Trong ngũ đại giới luật phái Hằng Sơn, giới thứ năm là không được kết giao với quân gian tà. Người như Lạc huynh đây thì Lệnh Hồ Xung quyết không kết giao đâu. Quần hào nghe như vậy liền cười ầm cả lên, đều nói: Đồ quân gian tà, mau mau cút đi thôi. Lạc Hậu và bọn đệ tử phái Tung Sơn, Hoa Sơn thấy thanh thế như thế này, đều nghĩ địch nhiều mình ít, nếu đối phương trở mặt động thủ thì hỏng bét hết. Lạc Hậu liền nghĩ: Lần này
tái sư ca tính sai một nước cờ rồi. Sư ca đoán rằng trên ngọn kiến tính văn vẻ lạnh lẽo chỉ có những ni cô cô nương phái Hằng Sơn, chúng ta bốn phái có mấy chục hảo thủ thì có thể chế ngự được. Kiếm thuật của lệnh Hồ Xung tuy tinh thâm, chúng ta thừa lúc trong tay hắn không có kiếm, năm sư huynh đệ đột ngột dùng quyền cước hiệp lại tấn công, tất có thể giết được hắn. Nào ngờ khách đến chúc mừng lại đông nhiều vậy, ngay cả hai đại chướng môn của phái Võ Đàng Thiếu Lâm cũng đến. Lão nghĩ vậy rồi quay sang Phương Chứng và Xung Hư nói: Hai vị chướng môn là đương kim bắt đầu thái sơn trong võ lâm, ai cũng ngưỡng mộ. Hôm nay xin hai vị nói cho một lời công đạo. Lãnh Hồ Xung mời nhiều yêu ma quỷ quái đến Hằng Sơn, có phải để làm bại hoại môn quy giới luật của phái Hằng Sơn là không được kết giao với gian tà hay không? Phái Hằng Sơn là danh môn chính phái đã trải qua bao đời, tiếng tầm gian lần, lại bị Lãnh Hồ Xung quỷ quái trong nháy mắt thì gian kiếp không thể hồi phục. Hai vị có ly đầu lại tọa thị điềm nhiên chứ? Phương Chứng đằng hắn một tiếng rồi nói: Chuyện này Đại sư nghĩ người này nói cũng có lý. Ở đây quả nhiên đại đa số là kẻ sĩ bàn môn tả đạo, nhưng chẳng lẽ đại sư bảo lệnh Hồ Xung đuổi bọn họ xuống núi được? Bỗng nghe từ sơn đạo truyền lên giọng phụ nữ trong trẻo: Nhậm đại tiểu thư Nhật Nguyệt thần giáo đến. Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không kìm được chàng buộc miệng reo lên: Doanh Doanh đến rồi. Lệnh Hồ Xung vội chạy đến bên sườn núi, thấy hai tên đại hán khiêng một cổ kiệu nhỏ màu xanh đang bước nhanh lên núi. Phía sau kiệu nhỏ là bốn nữ tỳ áo xanh cùng đi. Quần hào tả đạo nghe Doanh Doanh đến đều chạy xuống núi nghênh tiếp, tiếng hoan hô vang dội như sấm. Bọn họ xúm quanh rước kiệu nhỏ cùng lên đỉnh núi. Kiệu dừng lại, màn kiệu dán lên, một thiếu nữ tuyệt mỹ, mình mặc áo màu xanh nhạt đi ra. Nàng chính là Doanh Doanh. Quần hào lớn tiếng hoan hô: Thánh cô, thánh cô. Tất cả bọn họ cùng cúi người hành lễ. Vẻ mặt và cử chỉ của những người này đối với Doanh Doanh vừa kính sợ vừa cảm phục, nỗi vui mừng phát ra tự đáy lòng. Lên Hồ Xung đi lên mấy bước, mỉm cười nói: Doanh Doanh, Doanh muội cũng đến hả? Doanh Doanh mỉm cười nói: Hôm nay là ngày đại hỷ của Xung ca, tiểu muội làm sao có thể không đến được chứ. Cô đảo mắt nhìn bốn phía một lượt, rồi đi đến mấy bước hướng về phía hai người Phương Chứng và Xung Hư, cúi đầu hành lễ. Cô nói: Phương Chứng đại sư, trưởng môn đạo trưởng, tiểu nữ xin thi lễ. Phương Chứng và Xung Hư cùng trả lễ, lòng đều nghĩ thầm: Dù người có tình cảm đến đâu với lệnh Hồ Xung thì hôm nay cũng không nên đến, người đến càng khiến cho lệnh Hồ Xung khó xử hơn. Lạc Hậu lớn tiếng nói: Cô nương này là nhân vật quan trọng trong Ma giáo, lệnh Hồ Xung, người nói có đúng không? Lệnh Hồ Xung nói: Đúng thì đã sao nào? Lạc Hậu lại nói: Trong ngũ đại giới luật của phái Hằng Sơn quy định không được kết giao với gian tà, nếu người không cắt đứt quan hệ với những nhân vật gian tà này thì không được làm chướng môn phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung nói: Không làm thì không làm, có sao đâu. Doanh Doanh liếc chàng một cái, trong ánh mắt ẩn chứa một thâm tình vô hạn. Cô nghĩ: Xung ca vì ta mà cái gì cũng mặc kệ. Cô nói: Xin hỏi lệnh Hồ trưởng môn, vị bằng hữu này lai lịch như thế nào, có tư cách gì mà xen vào chuyện của phái Hằng Sơn? Lệnh Hồ Xung nói: Lão tự xưng là được tả trưởng môn phái Tung Sơn phái đến, trong tay cầm cờ lệnh của tả trưởng môn. Đừng nói là một mảnh cờ lệnh nho nhỏ của tả trưởng môn, mà dù tả trưởng môn đích thân đến đây cũng không có quyền xen vào chuyện của phái Hằng Sơn ta. Doanh Doanh gật đầu nói: Đúng như vậy. Cô nhớ lại hôm tỷ võ ở chùa Thiếu Lâm, tả lãnh thiền tìm trăm phương ngàn kế làm khó dễ, lại sử dụng hàng băng chân khí làm cho gia gia bị trọng thương, suýt chút nữa mất mạng. Bất giác cô tức giận nói: Ai nói đây là minh kỳ của Ngũ Nhạc kiếm phái chứ, lão đến đây gạt người. Cô nói chưa hết câu, thân người thoáng một cái
tay trái đã cầm đoạn kiếm. Hàn quang lấp loáng, cô phóng kiếm đến trước ngực của Lạc Hậu. Lạc Hậu vạn lần không ngờ một cô gái mỹ miều xinh đẹp nói đánh thì đánh mà không hề báo trước. Cô ra tay nhanh như điện chớp, một kiếm đã phóng tới. Dù lão có rút kiếm đỡ gạt cũng không kịp, đành phải nghiêng người né tránh. Lão không ngờ chiêu này của Doanh Doanh chỉ là hư chiêu. Trong lúc thân người hơi chuyển dịch, tay phải hơi nới lỏng, thì cây cờ gấm đã bị Doanh Doanh cướp đi. Thân người Doanh Doanh không dừng lại, cô liên tiếp phóng 5 chiêu kiếm, liên tiếp đoạt 5 cây cờ gấm. Cô sử thân pháp, chiêu kiếm giống y như nhau. 4 người còn lại của phái Tung Sơn đều là sư huynh sư đệ của Lạc Hậu, công phu quyền cước thật lợi hại. Tả Lãnh Tiền phái bọn họ đến mục đích là dùng quyền cước khắc chế Lệnh Hồ Xung. Nhưng Doanh Doanh ra tay quá nhanh, trong nháy mắt cả bọn đã bị Doanh Doanh tấn công đột ngột, không ai trở tay kịp. Doanh Doanh cướp được cờ trong tay, cô vòng người ra phía sau Lệnh Hồ Xung, lớn tiếng nói: "Lệnh Hồ trưởng môn, cờ này là cờ giả mà thôi, đâu có phải là cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái đâu, mà đây là ngũ độc kỳ của Ngũ Tiên giáo ở Vân Nam đó." Cô cầm 5 lá cờ gấm trong tay trương ra, ai ai cũng thấy rất rõ, trên 5 lá cờ đều thêu 5 con vật độc là rắn, rết, nhện, cóc, bò cạp, hình thêu tươi sáng linh động như vật còn sống, đâu phải là cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái. Các bạn thân mến, như vậy Nhậm tiểu thư làm trò ảo thuật gì đây? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.